Thu nhập của em gần đây nhất hiện tại là tầm 1 tỷ một tháng ạ. Trước khi muốn startup thành công, mình phải chữa được cái bệnh. Cái bệnh là bệnh ngáo ngôn. Với tài năng của em nói như thế là khiêm tốn lắm rồi đấy. Vào đại học, chàng trai Huỳnh Vũ Tiến, sinh năm 1995 đã bắt đầu khởi nghiệp chuỗi cà phê nhượng quyền thương hiệu từ năm 2015. Với số vốn ban đầu là 1,2 tỷ, Tiến cho biết doanh thu trung bình hàng ngày dao động từ 22 đến 24 triệu đồng và thời gian hoàn vốn khoảng 12 đến 14 tháng. Là người có kinh nghiệm 10 năm trong ngành pha chế, Tiến chia sẻ gần đây anh kiếm khoảng 1 tỷ đồng tháng nhờ công việc dạy pha chế. Trong tập mới nhất của Shark Tank Việt Nam, Huỳnh Vũ Tiến mang tới deal trị giá 5 tỷ đồng cho 25% cổ phần Netta Coffee, một thương hiệu mới của Tiến và chưa có cửa hàng. Khi nghe tới con số này, các Shark ngạc nhiên và hỏi nếu thu nhập 1 tỷ đồng tháng thì kêu gọi 5 tỷ đồng để làm gì. Theo founder Netta Coffee, anh không thích dạy pha chế nữa và cảm thấy mệt mỏi vì cả tháng phải chạy quảng cáo cho bản thân. Sau đó, Tiến đến Shark Tank gọi vốn để xây dựng một chuỗi thương hiệu quán cà phê mới. Vốn chủ hiện tại của startup là khoảng 130 triệu đồng đầu tư vào máy pha cà phê và Tiến dự định rót thêm 2 tỷ đồng vào cuối năm nay. Shark Hùng Anh vẫn thắc mắc về lý do gọi vốn của Vũ Tiến thay vì lấy tiền thu nhập hiện tại để mở quán. Vũ Tiến trả lời mối bận tâm của anh liên quan đến khoản vay ngân hàng để trả tiền nhà sẽ cực kỳ rủi ro nếu anh dồn hết mở quán và không có thời gian pha chế, bởi vậy anh tách riêng ra hai phần, một phần giúp anh ổn định và phần còn lại để phát triển. Jack Eric tiết lộ CEO Starbucks là một trong những người bạn của ông, vị cắm bà ngoại nói, có sự khác biệt rất lớn giữa tự tin và sự ảo tưởng. Jack Eric nhận định sự tự tin của Tiến bằng nhiều chuỗi cà phê có thị phần lớn nhất Việt Nam cộng lại và đó là lý do Jack Eric từ chối đầu tư. Jack Hùng Anh đưa ra lời khuyên, mình làm ăn đừng nên quá tự tin, bạn có thể thành công một lần, hai lần chứ không thể thành công mãi mãi. Tiếp đó, Jack Liên cũng từ chối đầu tư vì bà cho rằng Tiến chưa đủ nghiêm túc với hành trình này. Jack Bình thẳng thắn đánh giá Vũ Tiến có tài năng chém gió thành bão mà bão là thiên tài, là một người đánh giá cao sự thành thật của các startup. Jack Bình khuyên Vũ Tiến nên biết khiêm tốn và đừng lộng ngôn trước khi khởi nghiệp. Sau tất cả, startup Vũ Tiến dù có thu nhập 1 tỷ đồng mỗi tháng nhưng chẳng nhận được bất kỳ deal nào từ các Jack. Dù vậy, anh vẫn có hàng loạt lời khuyên từ những nhà đầu tư dạn dày kinh nghiệm cùng rổ giá gạch đá từ cư dân mạng dành cho mình.